cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Đi nhanh lên, đi cái gì mà chậm chạp rồi, tôi phải đi chậm theo anh luôn á. Cô thử nè, đóng đồ giống như tôi coi. Quạt mạnh tay lên chứ quạt gì mà không có miếng đi học gió, cái gì rồi. Đâu mà đem mà đóng đồ, cô dọn nhà hết rồi hả? Anh làm gì vậy? Anh đang nhận mặt tôi hả? Thì tôi quạt mạnh, tôi quạt mạnh cũng la nữa. Tại sao anh làm cho tôi mà anh không vui vẻ gì hết trơn vậy? Gương mặt của anh không có tỏ ra cái niềm hạnh phúc mà anh làm với một gương mặt đau khổ như vậy. Bộ anh quên hết tất cả những gì mình đã ký kết hợp đồng với nhau rồi hả? Anh quên hết 10 điều mà tôi đã ký cho anh hả? Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cho anh biết nha. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại và anh phải nhớ nha. Đừng có để tôi nhắc một lần nào nữa đó. Hợp đồng, điều thứ nhất, mỗi khi gặp Nguyên phải chạy ra phía sau, không bao giờ được đi trước mặt Nguyên. Điều thứ hai, khi nói chuyện với Nguyên phải dạ thưa đàng hoàng. Điều thứ ba, khi thấy Nguyên xách đồ thì phải chạy lại xách đồ cho Nguyên. Điều thứ tư, đặc biệt điều này rất là quan trọng nha, có đồ ăn ngon là phải đưa cho Nguyên ăn trước chứ không có ăn trước nha. Và điều thứ năm đó là điều thứ năm là sủa vậy mày? Ta thấy chưa, anh thấy chưa, anh mở miệng ra mà chó nó cũng sủa rồi. Anh biết cái con người của anh như thế nào chó rồi. Chó nó phản đối cô đó. Phản đối anh đó. Tiếp tục đi. Điều thứ năm, luôn khen Nguyên đẹp và ca ngợi Nguyên chơi bà nội. Trời ơi, cháu ngoan. Ê nè, sao sao sao, làm gì vậy? Nè nè nè, mặt tôi nè, đánh đi đánh đi. Đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi. Hèn hạ. Tiếp tục đi. Điều thứ sáu, luôn viết bài Facebook khen Nguyên, share comment những điều Nguyên nói. Điều thứ bảy, mỗi tuần tặng cho Nguyên một cái áo mới và đẹp. Khoan, anh nhớ nha, mỗi tuần là phải tặng cho tôi một cái áo mới nha, một cái áo thiệt là đẹp nha. Tuần này ráng đi kiếm cái áo nào đẹp nhất cho tôi á, xấu là tôi không nhận đâu. Tiếp tục. Điều thứ tám, luôn nhắn tin chúc Nguyên ngủ ngon. Điều thứ chín là không được tiết lộ hợp đồng này để mời mọi người. Và điều thứ 10, mỗi khi làm bất cứ gì cho Nguyên đều phải làm với một tinh thần vui vẻ, nhiệt tình và hạnh phúc, chứ không phải là gương mặt như thế này. Bây giờ làm lại nè, 2, 3. Anh làm lại không? 1, 2, 3. Tôi vui quá, tôi hầu hạ cô, tôi vui quá, vui quá, vui quá, vui quá. Tôi không có giỡn với anh nha, bây giờ thì đi đi, trễ giờ rồi đó. Lầu bầu, đi nhanh lên, vui vẻ lên, hạnh phúc lên, không có làm như vậy được. Phiền phức thiệt. Không được, lỡ ký rồi, mình là quân tử mà. Thích like thì like. Ê, khoan bà ta. Dấu hả? Dấu hả? Dấu nè. Được, muốn xe tôi sẽ xe. Nhưng mà đây hào phóng lắm, khuyến mãi cho một câu ha. Gì đây? Trời đất ơi, xe hình mình không khen mình mà còn dám ghi là cái mặt đã xấu rồi còn bị mụn mọc nữa. Trời ơi, zoom in cái mụn của mình đó hả? Cái thằng cha Quý Hoàng này, đồ khốn. Bệnh chết hả? Có gì chết trời, mắt gì chết. Trời. Cái gì? Trời ơi, Ngọc không. Nổi đầy mặt luôn. Kệ tôi, liên quan gì tới anh? Nhưng mà đẹp. Đẹp quá. Những cái gì mà anh cam kết với tôi á, anh đã làm hết chưa? Từ từ tôi làm, tôi hứa là tôi làm. Yên tâm, sẽ làm hết trong ngày hôm nay. Tôi không cần biết, khoan đã. Gì nữa? Hôm nay là ngày thứ mấy? Tại sao anh không tặng áo cho tôi? Rồi tại sao anh không khen cho tôi đẹp?
Hả? Đồ ăn đâu? Bậy hết sức, tôi mới khen đẹp. Mấy cái ngọc mà nổi trên mặt tôi mới khen đẹp. Cái đó không phải là khen, cái đó là khen đểu. Được rồi, trong ngày hôm nay tôi sẽ làm hết. Được chưa? Gì đây? Áo đẹp. Người đẹp phải mặc áo đẹp. Phải lựa được cái áo cũng đẹp ghê. Ê! Đi đâu rồi? Quỷ thì thiệt tình luôn. Chớn mà chọn đâu. Chị làm gì mà bị ông rượt quá chừng vậy? Hay là trên người chị có cái mùi gì lạ lạ vô ông đi theo đúng không? Không, đó giờ chị xài nước hoa này cũng là nước hoa mùi cũ, xịt phòng cái gì cũng mùi cũ hết á, đâu có đổi mùi đâu mà làm gì có mùi lạ được. Được theo anh. Gì? Gì vậy? À, cái mùi này quen lắm nè. Mùi mật ong rừng được chiết xuất thằng hương dùng để dụ ông về làm tổ đó. Cái gì? Ủa mà sao cái mùi này lại ở trên người chị? Mật ong rừng hả? Trên người à, tôi đã biết là ai rồi. Ủa ai vậy? Ai vậy? Huy Huy. Để coi mình còn chuyện gì chưa làm cho con nhỏ đó không ta? À, gì vậy? Trời giờ này ai còn nhắn tin nữa vậy trời? Huy Hoàng. Tên nô lệ này giờ này nhắn gì nữa đây? Để tôi coi. Hoàng. Dạ. Ba nhờ một cái. Dạ. Ê. Nô lệ. Đi đâu á? Đi học. Đoạn sáng hả? Ê. Anh có biết là tối ngày hôm qua tôi không có ngủ được, không ăn được, sáng nay tôi vẫn bị ám ảnh, tôi không có ăn được cái gì hết, tôi rất là mệt mỏi. Tôi cần phải có năng lượng để tôi đi học. Cái con người của anh á, không bao giờ mà làm cái gì mà được cho tôi mà cảm thấy hài lòng hết á. Nô lệ kiểu gì á. Ba. Sao chua vậy? Dạ bà chủ, tại vì có đồ chua nên nó chua. Nè, bà nói tụi mày hai bạn vậy hả? Để im lặng cho bà nói. Nè, vô nhà đi ba. Lên vô cái gì? Bà chủ, đi đi. Nè. À, nô lệ đưa đại đức cho bà chủ ăn. Nè, ăn miếng thịt. Rồi, đừng ăn. Ngon lắm. Dạ, nè, đừng ăn. Ngon, ngon, đừng ăn. Dạ, ăn từ. Dạ, để ăn từ từ. Dạ. Đúng quá. Nè, con, nếu mà con thèm bún thịt nướng á, con nói Dượng mua gói khác con ăn, chứ còn cái gói này là Dượng mua cho dì ăn. Mà bữa đó bà ăn chay, thì ra bữa nay 3 ngày rồi, không ai đụng tới. Thì ra Dượng biểu nó đem dục mà sao con lấy con quất hết vậy? Dượng nói sao? Hả? Dượng nói cái bún thịt nướng là 3 ngày rồi đó hả? 3 ngày hả con? Tại sao nãy giờ Dượng không nói sớm cho con biết? Dượng để cho con ăn gần hết cái hộp đó rồi Dượng mới nói. Không, Dượng để cho tên nô lệ để ăn thiếp hơn như vậy đó hả? Bà chủ, nô lệ dân nè. Không có ăn cái gì nữa hết. Ăn muốn là bà chủ. Không có ăn cái gì nữa hết. Thôi đi. Nô lệ mà, nô lệ phải dân cho bà chủ nè, bà chủ ăn. Thôi đi, bỏ đi. Không có nô lệ gì hết trơn á. Quá mệt mỏi gì anh rồi. À hả, tôi anh làm nô lệ cho tôi không có sung sướng gì hết á. Nô lệ nè. À, nè. Bà chủ, có cần làm nô lệ nữa không? Yeah! Vậy là bây giờ mình hết làm nô lệ cho bà tiện tì này rồi. Oan gia, trời là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.